nhóm của mình họp lại, bắt đầu tính đến cái thị trường mà cái điểm nào mà có nhiều cái khách hàng có thể bán được á, thì nhóm quyết định là chọn công viên Lê Văn Tám. Công viên Lê Văn Tám, giờ đó nhiều người đi thể dục đi bộ ở trong công viên thì mình dễ tiếp cận, xong rồi sẽ tính đến là bây giờ là bán chia ra là ba bộ, một bộ đi là một cái CD, một cuốn sách, rồi tặng kèm một cái khóa học miễn phí của thầy. Khi mà đi bán thì thống nhất là mình sẽ nói về cái giá trị của cuốn sách, rồi kèm theo là tặng cái các bạn thấy cái hạt bà bán không? Tặng các bạn có hình dung chưa? Rồi tất cả cái sự thành công gì nó cũng có một cái bí quyết ở phía sau á. Tặng kèm theo một cái khóa học và có một cái CD nữa, thì có nghĩa là cái cách của mình là sẽ tiếp cận khách hàng và nói đến cái giá trị của cuốn sách trước tiên, và rồi các bạn bây giờ tôi đi bán cuốn sách trước tiên. Mà mình thấy mà khách hàng quá quan tâm á, thì mình mới chia sẻ về cái khóa học mà được khách hàng được tặng khi mà tới tham dự cái khóa học này. Khách hàng sẽ nhận được cái giá trị là gì ở trong đây. Rồi khi mà khách hàng người ta quan tâm thì mình người ta hỏi đến giá, thì bắt đầu lúc đó mình mới nói tới cái giá tiền. Và cái kế hoạch của nhóm lúc đầu đưa ra là nói là cái bộ đó là 500.000. Và sẽ chia là lúc đầu thì định là cái danh sách á là tính không sau. Nói dài dòng, nói vào tập trung thôi, đừng có kể tiếng mình. Còn bán hàng là chính thì chia ra làm ba người đi xin danh sách khách hàng, còn ba người đi bán hàng thì hẹn là nửa tiếng sau phải tập hợp lại để xem là ai bán được ai không bán được, nguyên nhân không bán được là gì để đi tiếp. Thì nửa tiếng sau á cũng bầm dập rồi, mệt rồi, rất là ngại, bởi vì công viên người ta đang đi bộ một đoàn, mình đứng mình đón đầu người ta, rồi mình nhào tới giờ này mình mời người ta không mua. Mình thấy mấy người kia chồng mình cũng rất là ngại, không dám bước qua mời người kia. Rồi mình cũng né, mình lại đi bộ theo một người khác mình mời. Mà đa số là người ta từ chối, nhưng mà mình mới vừa đưa cuốn sách. Rồi, cái cộng đồng nó ra, tiếp tục. Sau khi mà nửa tiếng sau họp lại á, ai cũng lắc đầu, ai cũng ngán hết rồi. Bây giờ đổi chiến lược là hai người đi một cặp với nhau. Thì khi mà đi hai người, một người sẽ chào và một người đi theo để nghe mà xem là cái cách chào của người kia nó còn bị chưa thuyết phục ở cái điểm nào, để rồi cái người nghe nó sẽ rút kinh nghiệm để người kia sẽ đi chào cái lần thứ hai. Thì áp dụng như vậy đi tiếp tục nửa tiếng nữa quay lại thì vẫn chưa có ai bán được cái nào hết, là 6:10 rồi. Thì khi mà lần thứ hai nửa tiếng nó vẫn chưa bán được, cả nhóm hết tầm rồi thì quyết tâm thôi, còn chờ còn đi tiếp. Thì lúc đó là cái kỹ năng là mọi người cùng biết mình còn sót hơn, đó là mình chưa nói được cái giá trị thực sự người ta đang cần, có thể là còn thiếu. Rồi nhóm lại quyết định là cái cách nói của mình, cách thuyết phục khách hàng, đổi cái cách nói của mình, rồi bắt đầu chia nhau đi tiếp. Thì khi mà cái lần thứ ba đó đi ra thì chia ra thì bán được cả ba nhóm đều bán được ha, và mỗi một bộ là bán có 100.000 thôi. Rất là tuyệt vời, các bạn rất tuyệt, tuyệt vời không? Kể nó. Ok, các bạn rất tuyệt vời không? Có kế hoạch làm sai mà sửa, làm sai mà sửa cho tới lúc chúng ta ra được cái bài, mà ra đúng bài là được, tự nhiên bán được. Các bạn có hình dung ra được không? Cứ ra đúng bài thì nhiên bán được. Còn bài là đúng bài nhé. Hả? Các bạn có đây là tuyệt vời bạn. Nhưng mà một nào có tay được đó. Rất nhiều người nha. Mình thấy rất là kỳ lạ, rất nhiều người cái tư duy rất là khác nhau. Cứ ra là bắt đầu tập trung vào đối tượng sinh đi. Thật sự cứ đối tượng sinh là đối tượng không có tiền. Các bạn nhớ ra được cái đối tượng nó không có tiền thì họ mua cái gì thì không có. Em xin phạm ghi 20 ký tờ. Các bạn nhớ ra nè.